Gì đấy? Mua cái gà này nấu đi. Làm cái gà siêu tay này. Không nấu đi. Không biết nấu. Mày không phải không biết nấu thì mày làm gì? Nấu đi rồi. Mày ngu đấy, không biết nấu thì lên mạng. Thủ mày đấy. Không biết nấu thì lên mạng mà xem. Chẳng biết làm đâu. Lên mạng mà xem. Nhưng mà không thấy được. Lên mạng mà xem bếp nước cái lu qua để từ ngoài sân đổ quả. Anh để đấy làm gì chỉ cái chó nó đổ chơi đấy. Chơi là được. Lên mạng học cách nấu. Mạng lùi. Giá nấu rồi. Chín rồi đấy. Nó cho vào luộc. Cái nấu cái gì nhỉ? Cái này. À, xem mắt nó thế. Thank you.
chốt cho vào ma đi trước. Ăn nó phê. Thank you.
Thank you.
con mẹ chín rồi nè. Mày nhờ ai nấu à? Nhờ ai nấu, em học trên mạng em biết thử anh. Anh ấy thì chẳng anh ngó điện thoại không? Cháu học leo phải không? Học trên mạng mày. Ba cái món vớ vẩn này em làm bừa được. Cho mọi người xem. Tạm được. À. Tạm được, anh đừng ăn. Xem nào, thử. Có ngon không? Để... có ngon không? Để tao thử xem. Có ngon không? Thì phải thử xem ngon hay không nhé. Ai. Ôi, cho gì mà lắm tỏi thế này. Nó bị ngon nè. Bóc tỏi này. Ừ. Mọi người nha. Mời tất cả mọi người nhé. Ừ, em nói ra không ấy. À. Bảo lắm. Nó không đáng cầm cả. Ừ. Sốt chua ngọt à? Được ạ. Sốt chua mặn. À sốt ngọt cay. Cánh gà sốt chua ngọt rồi. Ừ. À. À. Ừ. Ừ. Được, đó. Tạm được, 6 điểm 10 công. Ok. Đấy. Hơi mặn nhá, thứ nhất là hơi mặn này. Thứ hai là hơi cháy này. Thứ ba là... anh ơi, anh đừng có ăn. Hơi ngọt, hơi nhiều quá. Này, không ăn thua. Rồi đấy, từ từ. Như là như hủy đấy. Có hàng, có hàng. Có hàng, có hàng. Lười như hủi, tao để xem hôm nay mày có biết làm cái gì không thì tao còn... em vô đầu bếp mày lên đấy. Ngoan. Wow. Mặn. Mặn là gái khai đó. Ôi gì? Nói chung là cũng được phết. Tỏi hơi cháy là được đi. Kia đi. Hôm nào, à, mai tao làm cho mày một món cực kỳ đặc cấp. Mày nghe đến gà mẫu tử là gì không? Gà mẹ gì? Không. Cái là gì? Mai tao làm. Ai anh có ăn cái gì rồi, gà hồn hả? Anh thấy em làm miếng này ăn ngon không? Ừ. Ăn tạm thôi. Đây ăn là... tạm ngon luôn đấy. Ngon không các bạn? Nhìn màu thì cũng tạm tạm. Ừ. Em phải trả được hết mâm. Ngon. Sáng sánh. Cái này thì lại hơi cháy mày. Làm phí thế. Sao cháy? Được, tạm, ăn tạm tạm. Cháy cũng ăn. Nói chung là ăn tạm mọi người. 6 điểm rưỡi. 10 cộng. 10 cho mà đệ 10 cộng nhỉ. 10 cộng điểm gì? 10 cộng là 10 điểm tốt. Anh nấu chỉ được một chữ thôi. Một có cái gì đâu mà chữ. Một điểm. Mười còn gì nữa mà có. Một điểm mất công trình đạt nhé. Người đi.